Kính chào quý khách đến với kênh Phi Nguyễn Mặt Tiền Tân Phú. Căn nhà hôm nay em giới thiệu nằm ở đường Lê Niệm. Nhà có diện tích là ngang 4, dài 18, kết cấu là 1 trệt, 2 lầu, sân thượng, giá bán là 9,9 có thương lượng. Căn nhà còn rất mới, mua ở ngay, nằm trong khu Bàn Cờ, gần Ủy ban Nhân dân quận Tân Phú, cách chợ Nguyễn Sơn khoảng 200m, cách siêu thị Big C Phú Thạnh khoảng 300m, đường nhựa 13m đủ độ giới. Đối diện nhà mình có một cái sân cầu lông, nếu anh chị nào thích cầu lông thì quá tuyệt vời. Tiết lộ thông tin bên lề một chút xíu là nhà của diễn viên Thu Trang Tiến Lục cũng ở đường này. Quý vị quan tâm tới căn nhà này xin liên hệ em qua số điện thoại 0908 276 630. Hãy bấm like và đăng ký kênh để xem thêm nhiều căn nhà mặt tiền ở quận Tân Phú. Em xin cảm ơn.